Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với chương trình Tự học tiếng Hoa của chúng tôi. Sau đây tôi xin giới thiệu đến các anh chị và các bạn phần 4 trên 6 của bài 16. Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi. À, trước khi chúng ta bước vào phần đàm thoại và cái đoạn văn ngắn thì chúng ta cùng nhau ôn lại cái bản từ một chút. Đầu tiên chúng ta có từ sửa hô. Sửa hô có nghĩa là lúc hoặc là khi. Chúng ta lưu ý một số cách dùng sau đây. Thứ nhất, dù sửa hô là có khi. Ví dụ trước đây có khi tôi đi Hà Nội thăm thầy tôi. Dì xến dù sử hồ, ồ chi hở này, khăn của lò sư. trước đây có khi anh ấy đến nhà tôi dùng cơm gì sẽ nhiều số hồ tha lại của giá sứ phạt gì hô có cái nghĩa thứ hai là na sử hồ na sử hô là lúc đó hoặc là khi đó hôm qua sáng hôm qua trời mưa rất là to khi đó bạn tôi đã ghé nhà tôi chỗ thiên chào sang gì xe hình ta Na Đó là hai cách. Cách dùng thứ ba là là, là khi nào. À, ví dụ khi nào bạn đi Trung Quốc, nì chi Trung Khi nào anh ấy đến, tha Và khi chúng ta muốn hỏi một cái mốc thời gian mà đã xảy ra rồi á. Ví dụ như là bạn đi Trung Quốc hồi nào vậy, bây giờ người ta về đây rồi. Trung Quốc ta. Đặt thêm từ ta ở cuối, cuối câu. <laughs> sơ hô lại ta. Anh ấy đến hồi nào vậy Và một cách dùng khác của từ sơ hô nữa à, Có nghĩa là Đặt cái từ tơ sơ hô Cái cụm tơ sơ hô Phía đằng sau một cái hành động để chỉ Khi nó diễn ra cái hành động đó Ví dụ khi tôi ăn cơm Là sư Khi tôi ngủ là Khi bạn tôi học ở Trung Quốc Wò Trung hô Hôm qua khi tôi ăn cơm thì bạn tôi gọi điện thoại đến. Chỗ thiên của sư văn tại sứ hồ. Hộp hứng vô. Kể của Chúng ta lưu ý những cái cách dùng đó của từ sứ hồ nha. Cái tiếp ta có từ phân cha. phân cha là được nghỉ hoặc là nghỉ phép. Ví dụ như là nghỉ hè hoặc là nghỉ đông. Nghỉ những cái kỳ mà theo định kỳ hoặc là theo quy định của nhà nước. Ấy. Ta dùng từ này. Còn ví dụ như hôm nay tôi nghỉ phép để tôi về thăm quê mình làm việc ở công ty, nhà máy, xí nghiệp gì đó không dùng từ phân gia dùng từ khác. Trường của bạn khi nào được nghỉ vậy? Nì xế xeo, sắm mất hô phân Ngày 20 tháng sau, xa cơ hô, cuối tháng sau, xa cơ Từ thứ ba ta có từ cha chi, cha chi là danh từ, kỳ nghỉ. Như vậy trong kỳ nghỉ là cha chi lị, trong kỳ nghỉ bạn làm gì cha chi lì thì cho sơ mơ trong kỳ nghỉ tôi dự định về quê thăm ông bà nội cha chi lì của tà xoan hủy lào cha khan dễ dàng này nè kế tiếp ta có từ tà xoan là dự định tôi dự định tuần sau sẽ đi hà nội của ta xoan cơ sinh si chú suy hở này từ thứ năm ta có từ lì xiển là du lịch Như vậy đi du lịch là chi lì xiển Mình đi du lịch nơi nào đó thì mình phải nói à, Chi cái nơi đó rồi mới lì xiển Ví dụ đi Nhật du lịch thì chi rưu bành xiển Đi Mỹ, đi du lịch Mỹ thì nói là chi mày của lì xiển cái tiếp ta có từ bú cua, cũng giống như khởi sư tan sư, nhưng mà từ này thứ nhất là của văn nói dùng nhiều. Cái thứ hai nữa là nghĩa nó nhẹ hơn, ta có thể dịch là nhưng cũng được, có thể dịch là xong cũng được tôi rất muốn đi du lịch tôi rất thích đi du lịch xong à, chưa có thời gian và hình sàng suy lì xiển bu cô và mấy giờ sửa gen từ thứ bảy ta có từ tay Tai à, tay có nghĩa là ở trong một cái thời gian ngắn ví dụ khi tôi đi trung quốc thì tôi ở thiên tân hai ngày và khi trung quốc tới hồ và thiên tay liền thiên đây là ở trong thời gian ngắn còn những cái nghĩa khác mai mốt chúng ta sẽ gặp sau cái tiếp chúng ta có từ thứ tám là khỏe lại à, chúng ta có thể đọc là khỏe lại nhưng mà không cần thiết khỏe lại thôi cho nó nhẹ vì cái từ lãi đó ở đây nó làm bổ ngữ chỉ xu hướng thôi mai mốt chúng ta sẽ tìm hiểu đến nó à, tức là nó chỉ cái hành động quay về đi về phía mình á ví dụ à, khi nào bố của anh trở về vậy tức là về đây á ni papa sẽ mất sự khỏe lại ừ. Tha miệng miễn thiên khỏe lại ngày mai bố về Kế tiếp nữa chúng ta có từ gì hô. Gì hô có vài cái nghĩa. Thứ nhất là sau khi sau khi ăn cơm à, tôi sẽ đi thăm anh ấy. Sư sì văn gì hô của chú Chi Khan Tha. sau khi tan học tôi đi xem phim. Xa khơi gì hô của Chi Khan Tiên Diện. Gì hô là sau một mốc thời gian. Ví dụ sau 3 giờ là sáng tiếng gì hô. Sau 10 giờ là sữa tiếng gì hô. 10 năm sau là sữa nén gì hô là chúng ta có cái móc vậy. Cái tiếp nữa chúng ta có từ bèo. Bèo cũng có vài nghĩa. Nó là những cái bảng biểu. Cho nên khi mình điền vào bảng biểu gì đó thì gọi là thiển bèo. Bèo là đồng hồ chung chung. Sử bèo là đồng hồ nước. Tiên bèo là đồng hồ điện. Ngoài ra từ bèo trong phạm vi của bài có nghĩa là cái đồng hồ mình đeo tay. Ấy, tức là sổ bèo. Ví dụ cái đồng hồ đeo tay của bạn thật là đẹp. ni tới sổ bèo hoặc là nhi tới bèo. Trên bèo liên hoặc là trên hò khăn. Trời khoai bẹo thì chai nào ở mày ta Cái đồng hồ này bạn mua ở đâu vậy ừ, Của chai sáng tiên mày ta Tôi mua ở cửa hàng Khoai Từ thứ 11 là khoai Từ này chúng ta cũng đã từng gặp rồi Trước đây ta tiếp xúc thì ta sẽ gặp với cái nghĩa là đồng Dĩ khoai sẻn là một đồng Lèn khoai sẻn là hai đồng Dĩ bài khoai sẻn là 100 đồng Khoai còn lượng từ của rất nhiều thứ Dĩ khoai rô là một miếng thịt Y khoai thẳng là một viên kẹo một viên kẹo Dĩ khoai chèo khơ li, Một thanh sô-cô-la Dĩ à, khoai ti là một mảnh đất Dĩ khoai pu là một sắp vải Vân vân, còn nhiều nghĩa nữa ha Khoai trong phạm vi của bài Nó là lượng từ của đồng hồ Dĩ khoai bẹo Từ thứ 12 Khoai là hư Trơ cơ rỉnh hình khoai à, Cái người này rất là hư Khoai rỉnh là người hư à, Trơ cơ tung xí hình rỗng dĩ khoai à, Cái món đồ này rất dễ hư làm hư thì chúng ta nói là nung hoài hoặc là cạo hoài à, ít khi nào mình nghe nói là chua hoài chúng ta lưu ý như vậy từ thứ 13 là phan từ này có rất là nhiều nghĩa trong phạm vi của bài thì phan là đặt để ví dụ phan chai trô trừ sang để trên bàn chén của phan chai tro trừ sang à, tiền tôi để trên bàn su của phan chai cha lì là sách tôi để quên rồi tôi để ở nhà rồi phan có nghĩa là thả ví dụ như phan giảng là đi thả dê đi chăn dê phan niễu là đi thả bò đi chăn bò phan phân trân là thả diều rồi phan cũng là buông hoặc là thả ví dụ như bắt ai đó giờ thả đi phan hòa, ba ông thả tôi ra đi năn nỉ người ta như vậy phan phan cũng có nghĩa là đốt ví dụ như phan hỏa là châm lửa đốt đó, phóng hỏa phan còn có nghĩa khác ví dụ tháo ra chè phan là giải phóng cái à, tiếp ta có từ thứ 14 là trơ Trơ là bằng với trơ lị Nếu chúng ta không cuốn lưỡi thì đọc là trơ lị Trơ à, lị có nghĩa là nơi đây hoặc là chỗ này Xin hỏi thầy có đây không? Chỉ muốn lò sư trơ mà lò sư trơ Thầy Thầy không có ở đây à, Ông ở trong lớp học á Trong phòng học Xẻ là học kỳ Ví dụ như ở Việt Nam một năm có hai học kỳ Trái rồi học kỳ thứ nhất tức là học kỳ 1 là ti y chi, học kỳ 2 là ti sẽ chi. Từ thứ 16 là ti, từ này chúng ta gặp rất là nhiều rồi. Hôm trước ta có bài học thứ nhất là ti y khưa, bài thứ hai là ti ơ khưa, không có ti liền ha. Bài thứ 10 là ti sửa khưa. Bây giờ chúng ta học đến bài thứ 16 là ti sử liêu khưa. Người thứ nhất là ti y cơ rỉnh, người thứ hai là ti cơ rỉnh, người thứ năm là ti u cơ rỉnh. Vậy thôi, ngày thứ nhất là ti y thiên ngày thứ hai là ti ở er thiên ngày thứ ba là ti san thiên bây giờ chúng ta ghép vô từ thứ 17 là rưa rưa đầu tiên nó có cái nghĩa như hào. chín thiên chỉ duy chỉ hào. hôm nay ngày mấy tháng mấy thì có thể nói là chín thiên chỉ chỉ rưa hôm nay ngày 15, lăm chín thiên sử thì cũng có thể nói chín thiên sử hủ rưa". rưa ngoài ra còn có nghĩa khác như là thiên tức là ngày ngày mà 24 tiếng đồng hồ đó như vậy là dĩ rư san san một ngày ba bữa ví dụ một ngày ba bữa cơm thì rơi với nghĩa đó kế tiếp chúng ta có từ thứ 18 là khai sự khai sự là bắt đầu nì sử hồ khai sự cung khi nào bạn bắt đầu làm việc vậy nì cung do sử hồ khai sử công việc của bạn à, khi nào bắt đầu à, kế tiếp chúng ta có từ tỷ Tỷ có nhiều nghĩa. Thứ nhất, trong phạm vi của bài thì tỷ là cuối. Ví dụ, dư tỷ là cuối tháng. Nén tỷ là cuối năm. Ví dụ, cuối tháng này tôi đi Hà Nội. Dư tỷ hoặc là dư tỷ của suy hở này. Cuối năm tôi rất là bận. Nén tỷ của hình mảng. à, Kế tiếp nữa, chúng ta còn có một nghĩa khác nữa. Tức là tỷ là đáy. Ví dụ như là hở tỷ là đáy sông. Hải tỷ là đáy biển. Xin tỷ là đáy lòng Xin tỷ hoa là lời tận đáy lòng Tức là cái lời chân thành của mình Trời su tôi xin tỷ hoa Đây là lời chân thành của tôi Trẻ su là ngược lại với khai sự Trẻ su là kết thúc Của cung chua Miễn thi anh chú trẻ su là công việc của tôi Ngày mai kết thúc rồi Trẻ su là kết thúc Từ thứ 21 là từ trung Trung có vài cái nghĩa À, trong bài chúng ta tiếp cận được hai nghĩa thứ nhất là giữa ví dụ xí dê trung là giữa tháng 7 à, giữa tháng 7 chúng tôi được à, nghỉ xí dê trung chúng mình chưa phân gia rồi trung cũng có nghĩa là ở trong ví dụ à, cho trung là trong công việc của cũng cho trung hãy vô hình à trong công việc của tôi còn rất nhiều khó khăn sẽ sĩ trung là trong học tập của sẽ sĩ trung mấy giờ sớm mới khuấn À, trong học tập tôi không có gì khó khăn hết từ thứ 22 là hãn cha hãn cha là cái danh từ cái kỳ nghỉ đông hãn không có nghĩa là lạnh chữ hàn á lạnh rét rồi và nghỉ cái kỳ nghỉ đông đó thì chúng ta phải đặt thêm một cái động từ là phan hãn cha PHANG phan hãn cha là nghỉ đông ví dụ việt nam có nghỉ đông không duyên nản phan hãn cha mà duyên à, nản mỹ vô cha ở Việt Nam có nghỉ đông không? Ở Việt Nam không có cái kỳ nghỉ đông đó. Sủ gia là cái kỳ nghỉ hè. Sủ là nắng nóng, sủ gia là cái kỳ nghỉ tránh cái nắng nóng đó thì là nghỉ hè thôi. Và động từ là phang sủ gia. 24 là chaputo, chaputo có rất là nhiều nghĩa, sắp xỉ tương đương, gần, hầu như, gần như gì đó rất nhiều nghĩa. Thì trong phạm vi của bài vừa rồi chúng ta tiếp cận được nè. Ví dụ như uh, cái kỳ nghỉ đông uh, có khoảng độ 2 tuần. Ví dụ vậy thì ta sẽ nói là hãn gia cha bụ dỗ cơ sinh si. Kỳ nghỉ hè uh, có khoảng hoặc là khoảng chừng 2 tháng. Sù gia cha bụ dỗ cơ dê Hoặc là mỗi buổi tối hầu như anh ấy đều đi bơi. Tha cha mi sang tôi chi yếu dụng. Cái tiếp từ thứ 25 là xèo xẻ, xèo xẻ là tiểu học hoặc là trường tiểu học cũng được, trung xẻ là trung học, ta xẻ là đại học. Và đến đây mình xin kết thúc phần 4 trên 6 của bài 16. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Chúc bạn học tốt cái môn ngoại ngữ này nhé. À, xin chào.